Xin chào quý khán giả Kerala TV. Tuần lễ thứ hai tháng 10 năm 2020, nhà báo Phạm Trần biên soạn. Phi dân chủ đảng thắng lớn dân thua to. Trân việc lịch trình Kerala TV thực hiện. Ban tuyên giáo trung ương cơ quan bảo vệ tư tưởng và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và tổng cục chính trị quân đội cơ quan đảm nhiệm công tác đảng công tác chính trị trong quân đội đang ra sức binh vực nguyên tắc tập trung dân chủ cho đảng tiếp tục cầm quyền độc tài. Nhưng khi đảng thắng lớn thì dân thua to. Nguyên tắc tập trung dân chủ tức là tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách có từ thời Lenin. Quái là đảng viên chỉ được tự do tranh luận trong nội bộ không được phép phát tán tài liệu hay phản biện ngoài phòng họp tùy theo vấn đề đôi khi cả dân cũng được cho góp ý nhưng không được quyền bỏ phiếu vì vậy khi đảng biểu quyết thì những ý kiến trái chiều chống lại quan điểm của đảng bị gạt bỏ thẳng tài nguyên nhân bắt nguồn từ tư duy cực đoan giáo điều và bảo thủ của lãnh đạo luôn luôn tự cho đảng không bao giờ sai để buộc dân phải tuân theo quyết định của đảng và phải làm theo lệnh của đảng. Vì vậy, nguyên tắc tập trung dân chủ là chống lại dân chủ đích thực để đảng được độc tài cầm quyền và độc tôn cai trị không cần dân có đồng ý hay không. Ngay cả ông Hồ Chí Minh cũng đã tím quyền dân khi ông viết trong di chúc phổ biến sau khi qua đời năm 1969 rằng đảng ta là một đảng cầm quyền để rồi đảng lại thêm vào hiến pháp sửa đổi năm 2013 rằng đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội. Như vậy là nguyên tắc tập trung dân chủ của Cộng sản Việt Nam đã thống nhất trong ba văn kiện quan trọng nhất gồm trương lĩnh, điều lệ đảng và hiến pháp. Nhưng cũng chỉ có một mục đích chung là bảo vệ quyền cai trị tự phong cho mình và phủ nhận quyền tự quyết chính trị của dân. Đảng muốn chỉ một mình đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nhân ông duy nhất và hoàn quyền cai trị và kiểm soát đất nước. Dù vẫn cương cổ lên hô hoán rằng nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Trong khi dân lại chưa hề bỏ phiếu chấp nhận quyền cai trị của đảng duy nhất trên đất nước, như vậy rõ ràng là đảng đã trông vào cổ dân quyền lãnh đạo bất chính của mình cũng như buộc dân phải chấp nhận chủ nghĩa ngoại lai phản dân chủ và thối chào mát Lenin và tư tưởng cộng sản Hồ Chí Minh. Rõ ràng là ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lấy dân làm bình phong, che đậy cho tham vọng nắm quyền, độc tôn, cai trị của đảng. Có cái quyền lực nhà nước nào đã thuộc về dân đâu? Dân chả có một chút quyền gì trong cái chế độ cộng sản ở Việt Nam Ngay cả quyền bầu người đại diện cho mình ở quốc hội cơ quan quyền lực cao nhất nước Cũng do đảng cử dân bầu Lòng trong cái khung dân chủ giả tạo do mặt trận tổ quốc đạo diễn Đảng cũng ngăn cấm thành lập đảng chính trị Nói chi đến tổ chức chính trị đối lập của đảng cộng sản cầm quyền duy nhất Do đó, Trước thêm Đại hội Đảng khóa thứ 13 diễn ra đầu năm 2021, Đảng ra sức binh vực nguyên tắc tập trung dân chủ để bảo vệ công tác quy hoạch cán bộ của Bộ Chính trị được toàn bị, nhất là đối với cấp chiến lược và chủ chốt vào Ban chấp hành Trung ương khóa thứ 13, để đối phó với chỉ trích phi dân chủ của nguyên tắc tập chung dân chủ học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã đề ra một số biện pháp để bảo vệ hàng ngũ không bị lung lay đứng đầu là nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về vai trò của nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng mà khác thì đảng lại sử dụng thế lực thù địch như quân bài để làm bình phòng che đậy thất bại trong nỗ lực hạ thấp tình trạng bất bình của đảng viên đối với chủ trương dân chủ nửa vời của đảng. Vì vậy hiện tượng chống tập trung dân chủ trong đảng cũng đã được thù địch hóa rằng các thế lực thù địch lợi dụng những khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc này càng ra sức xuyên tạc bóp méo nguyên tắc tập trung dân chủ hòng làm cho đảng viên hoang mang hoài nghi muốn từ bỏ nguyên tắc đó thực chất là một trong những hoạt động diễn biến hòa bình Làm cho chính những đảng viên của đảng tự diễn biến, tự chuyển hóa Làm cho tổ chức đảng mất sức chiến đấu, rượu rã, tê liệt, suy yếu Và để chúng dễ bề thực hiện mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Như thế là nguy đấy chứ, không phải chuyện nhỏ đâu Nhất là lại xảy ra trước đại hội đảng 13 thì mức độ nghiêm trọng không thể coi nhẹ. Nhưng ngược lại, bất cứ thái độ quay lưng chống đảng nào của đảng viên dù nhỏ cũng cho thấy khi đảng tìm mọi cách độc quyền dân chủ để thắng lớn thì dân lại thua to. Trân trọng kính chào, Trần Việt, Carolina TV.